Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tọa đàm Đời lính của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò của thanh niên, người khẳng định thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, mạnh hay yếu, một phần lớn là do các thanh niên. Là một bộ phận của thanh niên Việt Nam đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng, các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên, quân đội đã không ngừng phấn đấu, trưởng thành, lớn mạnh, phát huy vai trò xung kích. Thanh niên quân đội đã có nhiều cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, góp phần cùng toàn đảng, toàn dân và toàn quân viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Và trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai chúng ta đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng vũ trang có sự chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Và trong chương trình tọa đàm Đời lính của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai ngày hôm nay, Đại tá Trương Ngọc Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ chia sẻ về những nội dung phát huy vai trò của thanh niên, đoàn viên, lực lượng vũ trang tỉnh, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Vâng, xin được cảm ơn Đại tá Trương Ngọc Hải đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin chào MC Minh Tâm, xin kính chào quý khán giả. Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với cuộc trao đổi cùng với đại tá, ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây. Trong giai đoạn mới của cách mạng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã và đang đặt ra cho thanh niên cả nước nói chung, thanh niên quân đội nói riêng, những nhiệm vụ và trọng trách nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Thanh niên quân đội cần không ngừng phấn đấu, rèn luyện, kế tục xứng đáng truyền thống của các thế hệ cha anh, xung kích đi đầu, góp phần xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại theo hướng tinh, gọn, mạnh. Xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Những năm qua, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trẻ về công tác quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, chống thiên tai, bão lũ và đại dịch Covid-19. Bằng những hành động, việc làm sáng tạo, cụ thể, thiết thực, thanh niên quân đội luôn xung kích đi đầu, vượt mọi khó khăn, gian khổ, góp phần cùng quân và dân cả nước chiến thắng thiên tai, dịch bệnh, làm tốt công tác hậu phương quân đội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trong lao động sản xuất, công tác, học tập. Góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của tổ chức đoàn, truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam và truyền thống trung hiếu sắc son, dũng cảm, kiên cường, chủ động, sáng tạo, đoàn kết quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai. Đối với tôi là trên cương vị bí thư chi đoàn của đại đội trinh sát, trong cái tình hình hiện nay thì ở mặt trái xã hội rất là nhiều cái vấn đề mà thanh niên chúng ta cần phải tham gia vào đó. Ở đơn vị chúng tôi, những cán bộ chúng tôi là thường xuyên phải thường xuyên giáo dục cho cán bộ chiến sĩ đơn vị để nắm được những cái điều tốt, những cái điều hay lẽ phải, và thường xuyên giáo dục khi các đồng chí có tranh thủ hoặc đi phép về nhà, về với địa phương, gia đình thì cũng phải phát huy cái phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ. Đấy. Phát huy cái vai trò của mình là người tiên phong. Đấy. Định hướng tư tưởng và tuyên truyền vận động cho gia đình, địa phương. Đấy. Nắm những cái điểm tốt, đấy, những cái đường lối chủ trương của Đảng. Đấy. Để từ đó xây dựng địa phương, gia đình ngày một giàu mạnh, phát triển. Thời gian qua thì được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ngoài ra thì có Đảng ủy Phòng Chính trị, thì đoàn viên thanh niên Phòng Chính trị đã đạt được một số cái kết quả đáng kể, như là tham gia các cái bài dự thi truyền thống thì đạt kết quả cao ở cấp tỉnh cũng như là cấp quân khu. Thì đoàn viên thanh niên Phòng Chính trị cũng đã tham gia đầy đủ các cái hoạt động của đoàn cấp trên và thực hiện tốt các cái điều nội quy của đơn vị, và ngoài ra thì trong các cái buổi học tập chính trị thì các đồng chí cũng đã tham gia rất tích cực và có những cái trao đổi kinh nghiệm đối với các cái các đồng chí đi trước cũng như là
có cái sự trao đổi rất là nhiệt tình từ cấp trên. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cán bộ chiến sĩ còn trong độ tuổi đoàn thì chiếm khoảng 80% tổng số cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng vũ trang tỉnh. Đây là lực lượng nòng cốt, xung kích, đi đầu trong mọi nhiệm vụ, từ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, với những kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian qua. Có thể khẳng định, tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh đã và đang góp sức xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng đảng bộ quân sự tỉnh, trong sạch vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân. Để tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ lực lượng vũ trang, công tác đoàn và phong trào thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh thời gian tới phải quán triệt nghiêm túc các nghị quyết của đảng bộ quân sự tỉnh, chỉ đạo của ban thanh niên quân đội và quân khu cùng các hướng dẫn của tỉnh đoàn để vận dụng xây dựng kế hoạch chương trình phù hợp đặc điểm từng cơ quan đơn vị địa phương. Từ đó cụ thể hóa thành các phong trào chương trình kế hoạch hành động phù hợp của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh. Đoàn thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh triển khai những nội dung của phong trào thanh niên quân đội thi đua rèn đức luyện tài, xung kích quyết thắng do Đại hội đoàn toàn quân lần thứ 9 phát động. Phong trào thanh niên quân đội vươn tới những đỉnh cao, phong trào thanh niên quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ gắn với cuộc vận động, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn mới. Qua đó thu hút và tập hợp lực lượng trẻ, nhất là lực lượng có kiến thức, trình độ cao, kỹ năng làm việc tốt để xung kích vươn lên chiếm lĩnh, xác lập những đỉnh cao mới, kỷ lục mới trong học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, rèn luyện, chấp hành kỷ luật, xây dựng doanh trại chính quy, xanh sạch đẹp. Dạ vâng, như chúng ta vừa theo dõi, khoảng 80% cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh còn ở độ tuổi thanh niên. Vì vậy, đây là lực lượng hàng đầu trong xung kích thực hiện nhiệm vụ. Xin được mời đồng chí Đại tá Trương Ngọc Hải cho biết khái quát về đặc điểm nhiệm vụ của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh trong giai đoạn hiện nay ạ. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, cán bộ chiến sĩ còn đang cái độ tuổi đoàn hiện nay chiếm gần 80% tổng số cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh. Đây là cái lực lượng nòng cốt, xung kích, đi đầu trong mọi nhiệm vụ từ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đến thực hiện các cái nhiệm vụ khác mà được giao đột xuất. Lực lượng trẻ, khỏe, đông đảo thì những năm qua tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh đã xung kích, sáng tạo trong thực hiện mọi nhiệm vụ để góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt cái nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể là trong cái công tác huấn luyện, đoàn viên thanh niên luôn nhận thức sâu sắc nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu là cái nhiệm vụ chính trị trung tâm thường xuyên. Bên cạnh đó thì đoàn viên thanh niên của đã chấp hành nghiêm cái kỷ luật, xây dựng môi trường văn hóa, rồi là nghiên cứu sáng tạo, cải tiến kỹ thuật và thực hiện cái phong trào tuổi trẻ sáng tạo, rồi các cái phong trào khác do đoàn cấp trên phát động. Dạ vâng. Công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho tuổi trẻ trong các cơ quan đơn vị thì luôn được xác định là một trọng tâm của công tác thanh niên và là nhiệm vụ hàng đầu của các tổ chức đoàn. Đồng chí có thể cho biết cụ thể về nội dung này được không ạ? Dạ vâng. Được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thì trong những năm qua, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rồi giáo dục truyền thống, rồi giáo dục đạo đức, lối sống, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, rồi kỷ luật quân đội và nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc cho đoàn viên thanh niên. Cùng với việc đẩy mạnh huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, tổ chức đoàn các cấp thì thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy chỉ huy các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng với nhiều hình thức để phù hợp, sinh động, rồi sáng tạo, tích cực đẩy mạnh cái việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, theo cái chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nghị quyết 04 Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường đẩy xây dựng chỉnh đốn đảng và các cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Công tác giáo dục đã bám sát các sự kiện lịch sử của dân tộc, của quân đội, quân khu và của tỉnh nhà,
Nhiều các hoạt động giáo dục, tuyên truyền truyền thống đã thể hiện sự sáng tạo của tuổi trẻ, mang cái tính định hướng giáo dục rất là cao, sự tạo sự lan tỏa trong lực lượng vũ trang tỉnh tới mọi tầng lớp nhân dân, nhất là cái đối tượng thanh niên để chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Và thưa đồng chí, việc bồi dưỡng lý tưởng hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cho thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh được tiến hành như thế nào ạ? Có thể nói là cái việc đề cao trách nhiệm trong giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho thanh niên là trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy, cụ thể là đội ngũ cán bộ các cấp, với cái tinh thần trên mẫu mực thì dưới tích cực làm theo, từ nhận thức trên bám sát cái quy định của quân đội. Các cái cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc cái chương trình, kế hoạch, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho thanh niên, gắn với việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động thanh niên quân đội học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, với nhiều cái hoạt động có chiều sâu thiết thực. Về bồi dưỡng lý tưởng hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cho thanh niên được thực hiện có nhiều biện pháp, có nhiều cái kế hoạch phân kỳ rõ ràng, duy trì thường xuyên, liên tục, bảo đảm đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, chú trọng bám sát cái nhiệm vụ chính trị của đơn vị, hoạt động của địa phương, phù hợp với đặc điểm tâm lý của sinh của thanh niên. Đồng thời, đối với cái phương thức bồi dưỡng rèn luyện thanh niên gắn với các sự kiện kiện toàn và phát huy cái vai trò tổ chức đoàn xứng danh, xứng đáng với cái vị trí chức năng là trường học cộng sản, nơi là trực tiếp giáo dục, tập hợp thanh niên, động viên đoàn viên thanh niên tự học, tự rèn, gắn với tích cực tham gia các cái hoạt động như là thi báo cáo viên, tuyên truyền viên trẻ, thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Bác Hồ kính yêu, giáo dục truyền thống thông qua các hình thức sinh hoạt, rồi hoạt động của các tổ chức đoàn, kết hợp với cái truyền thống, cái tuyên truyền giáo dục và tăng cường cái công tác quản lý, giữ nghiêm kỷ luật, rồi kịp thời biểu dương khen thưởng những cái tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong cái quá trình hoạt động. Và để tạo môi trường cơ hội tốt để tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh có điều kiện cống hiến sức trẻ, tài năng, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trước hết là xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và địa phương, thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có những biện pháp như thế nào ạ? Sinh thời thì Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng căn dặn: thanh niên là rường cột của nước nhà, một bộ phận quan trọng của dân tộc, người chủ tương lai của đất nước, là lực lượng nòng cốt để xây dựng xã hội mới. Theo người, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên. Thì trong suốt cuộc đời của Bác đã từng đã dành nhiều tình cảm yêu thương cho thanh niên và dày công đào tạo, giáo dục lớp lớp thế hệ thanh niên sẵn sàng hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng và của dân tộc. Thì thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, và để tạo môi trường cơ hội tốt để tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh có cái điều kiện cống hiến sức trẻ, tài năng, trí tuệ và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lực lượng vũ trang tỉnh đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm, thắng lợi các nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên trong cái thời kỳ mới. Trong trọng tâm là quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả cái nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nghị quyết của Đảng bộ quân đội lần thứ 11, nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, và các chỉ thị nghị quyết của Quân ủy Trung ương, rồi Bộ Quốc phòng, chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam và chương trình phát triển thanh niên quân đội giai đoạn 2021-2030. Bên cạnh đó, các cấp đều nhận thức sâu sắc rằng công tác đoàn và phong trào thanh niên là một trong những cái nội dung lãnh đạo quan trọng của cấp ủy Đảng, từ đó đã đề cao trách nhiệm lãnh đạo rồi hướng dẫn tổ chức thực hiện theo cái phương châm toàn diện, thiết thực, hiệu quả, nhằm xây dựng, củng cố tổ chức đoàn các cấp vững mạnh, rồi hoạt động hiệu quả, đúng chức năng nhiệm vụ, tổ chức các cái phong trào thanh niên sôi nổi, thiết thực. Ngoài ra, đồng thời thì còn chăm lo tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên thanh niên học tập, rèn luyện, cống hiến, tiến bộ và trưởng thành, rồi chủ động xây dựng các cái nghị quyết chuyên đề,
hoàn thiện các hệ thống quy chế, quy định để lãnh đạo chỉ đạo công tác thanh niên, rồi tăng cường cái công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ chuyên trách công tác thanh niên để bổ sung cái nguồn cán bộ cho quân đội, mà đặc biệt cho tỉnh nhà ta. Trong khi thực hiện nhiệm vụ kép khi dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2021, thì vai trò xung kích của thanh niên được thể hiện ra sao ạ? Có thể nói năm 2021, khi đại dịch COVID-19 là lần thứ tư bùng phát, hưởng ứng với phong trào thi đua đặc biệt chống dịch cứu dân của Đảng ủy quân khu 7 phát động, thì tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh tiên phong xung kích với tinh thần là chống dịch như chống giặc, cụ thể hóa khẩu hiệu và mỗi đoàn viên là một chiến sĩ, mỗi tổ chức đoàn là một mũi tiến công chống dịch COVID-19. Cán bộ, đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh tập trung thực hiện chiến dịch cao điểm giúp dân vượt qua khó khăn dịch bệnh. Thời điểm đó là có hơn 7.500 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên hăng hái xung phong lên đường tham gia phòng chống dịch trên tuyến đầu, ở những nơi mà nguy hiểm rồi gian khó, và chăm lo hậu sự cho nạn nhân tử vong chẳng may bị dịch bệnh COVID-19. Rồi tổ chức hiệu quả các cái mô hình như là gian hàng không đồng, phiên chợ không đồng, tuần lễ yêu thương, chuyến xe nghĩa tình. Rồi tích cực thực hiện tốt cái chủ trương của Đảng ủy quân khu là địa phương, đơn vị ở ngoài vùng dịch giúp đỡ địa phương, đơn vị ở trong vùng dịch. Rồi dùng có dịch ít giúp đỡ dùng có dịch nhiều, thì tạo nên cái sức mạnh tổng hợp ngăn chặn đẩy lùi dịch, rồi giúp nhân dân ổn định cuộc sống, góp phần làm sáng tỏ hơn hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Và nhân tố thủ lĩnh đoàn thì đóng vai trò như thế nào, thưa đồng chí? Thấm nhận lời dạy của Bác, cán bộ nào thì phong trào ấy. Nhiều cán bộ đoàn ở các cái cơ quan đơn vị đã phát huy tốt cái vai trò thủ lĩnh, khơi dậy cái tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên, tích cực tham gia các cái hoạt động phong trào ở cấp mình và ở địa phương phát động, để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Tổ chức đoàn các cấp luôn chủ động phối hợp, rồi tổ chức với địa phương là tham mưu xây dựng các cái kế hoạch, rồi tiến hành triển khai hoạt động, phát huy cái tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên, như là tọa đàm, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, rồi kể chuyện truyền thống, tìm địa chỉ đỏ, rồi đề xuất thành lập các cái tổ nhóm, câu lạc bộ để duy trì hoạt động hết sức là sôi nổi. Đồng thời là phát huy cái tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, rồi thường xuyên gần gũi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên để kịp thời báo cáo thỉnh thị ý kiến của lãnh đạo cấp trên, để từ đó giúp cho 100% cán bộ đoàn viên thanh niên an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ, đặc biệt là chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, phấn đấu vươn lên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Vâng. Xin được cảm ơn đại tá. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại cuộc gặp thân mật 80 đại biểu ưu tú đại diện cho 450 đại biểu thuộc các đơn vị trong toàn quân tham dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ 10 2022-2027, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ chặng đường lịch sử của thanh niên quân đội gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, là lực lượng ưu tú của thanh niên Việt Nam. Tuổi trẻ quân đội đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích đi đầu trong các phong trào của thanh niên cả nước, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh hết lòng, hết sức phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân viết nên những trang sử vàng của dân tộc. Và để hiểu rõ hơn về nội dung này, xin được mời quý khán giả với đại tá Trương Ngọc Hải cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây. Một buổi huấn luyện tân binh ở Trung đoàn Đồng Nai thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đóng tại xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc. Dưới tán cao su đất đỏ, những bài tập kỹ chiến thuật đang dần đi vào nề nếp của những chiến sĩ mới nhập ngũ cách đây chưa lâu. Chỉ vài tháng trước, họ còn là những thanh niên tuổi mới lớn, thậm chí trói gà không chặt. Nhưng ở môi trường quân ngũ, bản lĩnh dần được trui rèn. Thì có những bài khó, nhưng mà qua quá trình huấn luyện được sự quan tâm cũng như là sự động viên của các thủ trưởng thì chúng tôi đã hoàn thành. Trước đây tôi ở ngoài là chưa có kỷ luật về giờ giấc, chế độ, nhưng khi vào đây thì chúng tôi có chế độ đi theo quy định
giờ nào việc nấy và đẩy nhanh tác phong. Rèn luyện thể lực dưới cái nắng gay gắt, nắng như thiêu như đốt. Để hoàn thành những bài tập như thế này, không phải ai cũng làm được. Đây là một trong những hoạt động thường nhật của người lính, đòi hỏi sức khỏe tốt, sức chịu đựng bền bỉ và một tinh thần kiên trì không bỏ cuộc. Mới ban đầu bước vào thì trình độ có sự chênh lệch, thì có nhiều đồng chí là có sự trình độ rất là cao, là trình độ đại học, cao đẳng. Cũng bên cạnh đó thì vẫn có một số đồng chí là trình độ chỉ mới lớp 10, lớp 11. Qua quá trình huấn luyện, qua quá trình rèn luyện, thì qua quá trình cố gắng thì đạt được nhiều thành tích trong từng nhiệm vụ huấn luyện, từ nội dung, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật đến điều lệnh đội ngũ, nhìn chung đạt chất lượng rất là tốt. Hàng năm trước khi bước vào huấn luyện, Đảng ủy ban của trung đoàn đã tổ chức cho cán bộ chiến sĩ làm tốt công tác chuẩn bị từ nơi ăn ở sinh hoạt cho cán bộ chiến sĩ thao trường bài tập và tổ chức duy trì thực hiện theo đúng chương trình kế hoạch đã đề ra, đảm bảo nội dung. Qua kiểm tra kết quả hàng năm về chiến sĩ mới thì có 100% nội dung huấn luyện đạt kết quả từ khá giỏi trở lên, trong đó có 50% nội dung là đạt giỏi, được Đảng ủy bộ chỉ huy tỉnh và cấp trên đánh giá đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm trong công tác huấn luyện chiến sĩ mới. Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Với mỗi tân binh ở Trung đoàn Đồng Nai, nay mỗi ngày rèn luyện là một ngày bản lĩnh người lính được trui rèn, trưởng thành hơn. Vì nhân dân hy sinh, anh em ơi, vì nhân dân quên mình. Vì nhân dân hy sinh, anh em ơi, vì nhân dân quên mình. Đoàn về quá chúng ta, ở nhân dân mà ra, đưa dân mến, đưa dân tin muôn vàng. Dạ vâng, thưa đồng chí, thực hiện phong trào thanh niên quân đội thi đua rèn đức luyện tài, xung kích sáng tạo xứng danh bộ đội Cụ Hồ, các tổ chức đoàn trong lực lượng vũ trang tỉnh đã triển khai như thế nào ạ? Thực hiện cái phong trào thanh niên quân đội thi đua rèn đức luyện tài, xung kích sáng tạo xứng danh bộ đội Cụ Hồ, đánh dấu cái sự phát triển vượt bậc trong cái công tác đoàn và phong trào thanh niên của lực lượng vũ trang tỉnh. Cụ thể, tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh đã cụ thể quá nhiều cái thông qua các cái phong trào, các cái mô hình mới, cách làm sáng tạo đã tạo cái sức lan tỏa sâu rộng trên mọi lĩnh vực hoạt động. Điển hình như là phong trào xây dựng chi đoàn văn hóa với ba cái yêu cầu: đẹp người, đẹp danh trại, đẹp tình quân dân, rồi phát triển thành cái phong trào ba đỉnh cao quyết thắng với cái lý tưởng đẹp, trách nhiệm cao, học tập tốt, hành động giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm. Phong trào thanh niên quân đội vươn tới những đỉnh cao, và phong trào thanh niên quân đội tiến vào khoa học và công nghệ đã tập trung được mọi cái nỗ lực của các tổ chức đoàn và tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh, xung kích vươn lên, rồi chiếm lĩnh, rồi xác lập những cái đỉnh cao mới, kỷ luật mới trong học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, rồi xây dựng nếp sống chính quy. Các cái mô hình như cái mô hình chi đoàn xung kích huấn luyện giỏi, rồi chi đoàn không có cán bộ đoàn viên vi phạm kỷ luật pháp luật, rồi chi đoàn 4 tốt 1 nghiêm, thanh niên 5 tốt, hưởng ứng chương trình mẹ đỡ đầu, tặng sổ tiết kiệm cho trẻ em là con sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác trong lực lượng vũ trang tỉnh, mắc bệnh hiểm nghèo, dị tật bẩm sinh, với số tiền là hàng trăm triệu đồng. Thì thông qua các hoạt động thực tiễn đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tập thể, cá nhân, điển hình, xứng đáng để cho mọi cán bộ, đoàn viên thanh niên học tập, noi theo, rồi góp phần đã làm sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong cái thời kỳ mới. Yeah. Trong giai đoạn hiện nay thì bên cạnh những thuận lợi thì ảnh hưởng của mặt trái nền kinh tế thị trường, của cách mạng công nghiệp 4.0 tác động đến tâm tư, tình cảm và trách nhiệm của thanh niên trong khi thực hiện nhiệm vụ ra sao ạ?
trước cái tác động của nền kinh tế thị trường và những cái tiêu cực của xã hội, cuộc cách mạng 4.0 đã tác động không nhỏ đến cái tâm tư, tình cảm của thế hệ trẻ, trong đó có cả thanh niên của lực lượng vũ trang tỉnh. Bên cạnh đó, lợi dụng các vấn đề trong nước, rồi địa bàn của tỉnh Đồng Nai, các thế lực thù địch, phản động, đẩy mạnh chống phá quyết liệt bằng nhiều cái thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm tác động vào thế hệ trẻ, làm phai nhạt lý tưởng, niềm tin. Điều đó càng đặt ra cho đòi hỏi mỗi chúng ta là phải tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh, nâng cao cái chất lượng giáo dục, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, rồi văn hóa cho thanh niên. Trong cái bối cảnh hội nhập quốc tế, đất nước Việt Nam ta nói chung, mà cụ thể là tỉnh Đồng Nai, đang đứng trước nhiều cái cơ hội cũng như thách thức. Vận mệnh của quốc gia, dân tộc đang được khẳng định bởi cái ý chí, nghị lực, bản lĩnh của và hành động cụ thể của thế hệ trẻ, trong đó có tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh hôm nay. Vì vậy thì mỗi đoàn viên thanh niên cần phải nêu cao tinh thần tự giác học tập, rồi rèn luyện tích cực tự tu dưỡng đạo đức, lối sống, như cái việc rửa mặt hàng ngày, rồi tâm phải trong, trí phải sáng, hoài bão lớn, xung kích để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để góp phần thực hiện thắng lợi cái cuộc vận động thanh niên quân đội học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Yeah. Vậy thì hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên đã thay đổi như thế nào trước tình hình mới ạ? Suốt cái chiều dài lịch sử, Đảng ta luôn coi trọng công tác thanh niên và đặt công tác thanh niên giáo dục thế hệ trẻ lên hàng đầu. Phải giáo dục đoàn viên thanh niên biết trân trọng nhìn lại quá khứ để thấy được cái lực lượng thanh niên trong cái thời kỳ cách mạng dù có nhiều khó khăn, thử thách nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ được giao. Từ đó là phải làm sao để cho đoàn viên thanh niên không quên cái quá khứ. Quá khứ phải là động lực để cho mọi cán bộ đoàn viên thanh niên vươn tới tương lai. Còn trong cái giai đoạn hiện nay, theo tôi, cái thanh niên cần chính là cái niềm tin. Không chỉ là cái niềm tin với đất nước đang phát triển mà có cả niềm tin vào tương lai của mình. Khi chúng ta đang trong mang lại cho đoàn viên thanh niên tin vào cái tương lai của cùng với cái sự phát triển trưởng thành của bản thân, thì họ không chỉ đội ngũ cán bộ đoàn mà tất cả mọi đoàn viên thanh niên sẽ yên tâm cống hiến. Vì vậy cái tổ chức đoàn cần phải quan tâm đầu tư rồi chăm lo cho đoàn viên thanh niên nhiều hơn nữa, đồng hành với thanh niên trong cái lập thân lập nghiệp, rồi tích cực rèn luyện và phát huy trí tuệ, tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong cái phát triển kinh tế xã hội. Đoàn thanh niên là phải xây dựng được cái hoài bão, khát vọng vươn tới tương lai của thế hệ trẻ để góp phần xây dựng đất nước hùng cường. Chính vì vậy, công tác hoạt động đoàn và phong trào thanh niên phải luôn phát huy cái vai trò nêu gương của mọi cán bộ đoàn trong cái công tác tổ chức, rồi là chú trọng kết hợp giữa tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên thanh niên, nêu gương trong các cái hoạt động và giáo dục, định hướng những cái chuẩn mực đạo đức để thực tế hơn. Chúng ta có thể dùng những cái tấm gương thanh niên tiên tiến thực tiễn trong hoạt động để chúng ta giáo dục cho đoàn viên thanh niên, nhằm làm cái thay đổi nhận thức, rồi cái tình cảm, rồi ý chí và hành vi của đoàn viên thanh niên theo cái hướng tích cực. Từ đó là sẽ tạo được một sức hút rất lớn trong cái tổ chức và hoạt động của đoàn viên thanh niên. Dạ vâng, xin được cảm ơn Đại tá Trương Ngọc Hải. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự ngắn ngay sau đây. Đầu năm học mới 2023-2024, bên cạnh tâm trạng háo hức của các em học sinh, vẫn còn nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện để cho con mình tiếp tục đến trường, với mong muốn chắp cánh cho học sinh nghèo. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã triển khai mô hình 1.000 đồng học phí cho em với những suất học bổng, phần quà thiết thực để tiếp thêm động lực, niềm tin để các em vững bước trên con đường chinh phục ước mơ của mình. Mong muốn gì? Dạ, em và các đồng đội của em thì cũng có mong muốn là chia sẻ một phần khó khăn đến với các em nhỏ. Bước sang năm học mới thì cũng mong muốn các em được cấp sách tới trường và thực hiện những ước mơ của các em. Cái số tiền mà hàng quý kiểm đếm như thế này, Đảng ủy Ban Chỉ huy là sẽ gửi cho các cái phần quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn để tiếp sức cho các em đến trường trong năm học mới. Xin mời các đồng chí và cùng với cái tổ chúng tôi xuống cái địa bàn
có các em học sinh mà đã xác định trước để gửi cái phần quà cho các em. Đây là chị lớn của con. Năm nay chị vào đại học, chị tên là Trần Ngọc Minh Thơ. Còn đây là chị kế của con, chị tên là Trần Ngọc Thiên Thơ, năm nay vào lớp 10. Con là Ốm, con tên là Trần Ngọc Thiên Ngân, năm nay vào lớp 3. Ba con thì mất sớm, mẹ con thì làm ở trên thành phố, lâu lâu mới về một lần. Con ở với cô Tám, hôm nay con cảm thấy rất vui vì được các cô chú bộ đội tặng để mình có thêm điều kiện mua sắm đồ dùng học tập mới. Con cảm ơn cô chú rất nhiều. Con hứa con sẽ học hành thật giỏi để không phụ lòng cô chú. Mà cái nguồn quỹ này đem về cho các cháu là một động viên rất là lớn trong cái dịp chuẩn bị năm học 2023-2024. Mong rằng ban chỉ huy quân sự các cấp chúng ta duy trì cái phong trào này. Mô hình 1.000 đồng học phí cho em tại ban chỉ huy quân sự huyện Long Thành là một trong rất nhiều chương trình phần việc của Đoàn Thanh niên Lực lượng Vũ trang triển khai từ đầu năm. Riêng với nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quân sự tỉnh Đồng Nai đã thực hiện 88 công trình. 272 phần việc thanh niên vượt chỉ tiêu đề ra, phối hợp tổ chức 20 lớp học kỳ quân đội cho hơn 2,2 ngàn chiến sĩ nhí, cũng như nhiều hoạt động vì cộng đồng thiết thực bổ ích, góp phần tích cực vào thành tích chung của lực lượng vũ trang tỉnh. Trong giai đoạn cách mạng mới, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, tập hợp, thu hút đoàn viên thực hiện tốt các phong trào, hành động của đoàn, xung kích thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần xây dựng đảng bộ quân sự trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, đúng phương châm, tuổi trẻ lực lượng vũ trang Đồng Nai đoàn kết, bản lĩnh, xung kích, sáng tạo, quyết thắng. Dạ vâng ạ, những năm tới thì thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh có nhiều định hướng lớn trong phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí có thể nêu một số phong trào và những định hướng chính của thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh trong thời gian tới được không ạ? Dạ vâng. Cái giai đoạn mới thì tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh xác định cái công tác đoàn và phong trào thanh niên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tăng cường cái sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp, tranh thủ sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, các cái tổ chức chính trị xã hội địa phương. Từng cơ quan, đơn vị chú trọng xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, chú trọng xây dựng củng cố tổ chức đoàn trong dân quân tự vệ, nhất là ở cái địa bàn trọng yếu, khu các cái khu công nghiệp. Bên cạnh đó thì phát huy cái vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên, nâng cao cái chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn, rồi triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, tạo cái bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Bên cạnh đó thì tiếp tục thực hiện có cái hiệu quả cái phong trào của tuổi trẻ Việt Nam, thanh niên quân đội, quân khu và lực lượng vũ trang tỉnh với cái thực hiện phong trào thi đua, quyết thắng và các cái cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, quân đội, của Trung ương đoàn, các phong trào, rồi các cuộc vận động của các cấp, các ngành ở địa phương. Đồng thời đẩy mạnh phong trào học tập, nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tham gia giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo, có nhiều cái đề tài, rồi sáng kiến được ứng dụng rộng rãi, hiệu quả. Cùng với đó là phối hợp với tổ chức đoàn, các địa phương, đơn vị kết nghĩa, phát huy tốt cái vai trò của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh trong tham gia xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng địa bàn an toàn, đột phá
triển khai thực hiện nghiêm túc cái mô hình thanh niên năm tốt. Thanh niên năm tốt là nó gồm các nội dung bản lĩnh chính trị tốt, đạo đức lối sống tốt, đoàn kết kỷ luật tốt, chuyên môn nghiệp vụ tốt và sức khỏe tốt, do quân khu phát động. Hàng năm là phấn đấu có 95% tổ chức đoàn và cán bộ đoàn viên thanh niên đạt tiêu chuẩn trong tất cả các phong trào và các cuộc vận động. Có 95% trở lên đoàn viên thanh niên đạt tiêu chuẩn thanh niên năm tốt. Cùng với đó sẽ triển khai phong trào thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh rèn đức, luyện tài, xung kích sáng tạo, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới. Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Tuổi trẻ tỉnh cũng thực hiện các khâu đột phá, gồm là đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của chi đoàn. Cái thứ hai nữa là giáo dục, tu dưỡng, rèn luyện theo chuẩn mực bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới cho đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh. Và cái đột phá thứ ba là xung kích, sáng tạo, xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Dạ vâng, và xin được hỏi Đại tá Trương Ngọc Hải là đối với những bạn thanh niên mới nhập ngũ thì các bạn đã quen với việc sống tự do, và khi mà vào đơn vị thì đơn vị đã có những cái phương pháp nào để mà cho các bạn thanh niên sẽ đi vào nề nếp ạ? Đầu tiên thì đối với thanh niên mới nhập ngũ vào trong quân đội thì phải được giáo dục cái truyền thống của đơn vị trước. Truyền thống của đơn vị. Cái thứ hai nữa phải học tập các cái điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định để cho mọi đoàn viên thanh niên là mọi cái thanh niên đi vào thì nó sẽ thành một cái nề nếp. Đó. Chú trọng làm sao là bám nắm được cái tư tưởng của bộ đội, rồi lắng nghe được cái sự là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng. Và chú trọng là tất cả mọi cán bộ, chiến sĩ đều phải thực hiện nghiêm cái điều lệnh quản lý bộ đội. Thì từ đó cái người thanh niên mới nhập ngũ được học tập, được rèn luyện trong các cái quy định mới thì dần dần họ sẽ có thay đổi về cái nhận thức, về cái cách, phương pháp và cái điều kiện hoạt động của họ. Dạ. Và cái công tác tuyển quân đến nay thì đã được thực hiện như thế nào ạ? Thì hiện nay thì dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thì hiện nay thì các cơ quan đơn vị đang đẩy mạnh cái công tác tuyển quân và sẵn sàng đủ điều kiện để cái hiện nay là lực lượng thanh niên của tỉnh nhà mình á, là có đủ điều kiện và đủ sức khỏe để tổ chức sẵn sàng nhập ngũ theo cái lệnh gọi năm 2024. Dạ vâng, là một người luôn đồng hành với các bạn thanh niên nhập ngũ thì theo ông một người thanh niên thì cần có những cái yếu tố nào ạ? Thứ nhất là để thanh niên mà đủ điều kiện để nhập ngũ, thứ nhất là phải có sức khỏe. Dạ. Cái thứ hai nữa anh phải có một cái trình độ học vấn. Cái thứ ba nữa là anh phải có một cái đạo đức, lối sống và cái lai lịch của bản thân mình thật tốt. Thì từ đó cái người thanh niên đó là thứ nhất là đủ điều kiện. Cái thứ hai nữa là có thể khẩn trương hòa nhập vào môi trường quân đội ngay và sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà được tổ chức phân công. Yeah. Và thời lượng của chương trình thì cũng đã sắp hết. Và trước khi nói lời tạm biệt thì Đại tá có lời gì muốn nhắn nhủ đến các người lính trẻ của chúng ta không ạ? Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình mới, mỗi cán bộ đoàn viên là phải có cái lý tưởng cách mạng, rồi khát vọng cống hiến, phát huy cái sức sáng tạo của tuổi trẻ, duy trì những cái kết quả đã đạt được trong cái sự nỗ lực, phấn đấu, và đặc biệt là phải phấn đấu hơn nữa để góp phần xây dựng cái cơ quan, đơn vị vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với truyền thống là trung hiếu, sắt son, dũng cảm, kiên cường, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai. Dạ vâng, xin được cảm ơn Đại tá Trương Ngọc Hải. Thưa quý vị, với khẩu hiệu hành động, bản lĩnh, khát vọng, xung kích, sáng tạo, xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới,
Tuổi trẻ toàn quân luôn sắt son niềm tin với Đảng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, nỗ lực phấn đấu tiếp bước cha anh, đẩy mạnh thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11, chương trình hành động của Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quân đội lần thứ 10, góp phần xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Và đến đây thì thời lượng của tọa đàm Đời lính của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai cũng đã hết. Một lần nữa xin được cảm ơn Đại tá Trương Ngọc Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Minh Tâm cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.